Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Quang Trung, là một trong những anh em fan rất là cứng ở trên kênh. Xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh em Nguyễn Quang Trung. Chúc anh em sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống, gia đình êm ấm hạnh phúc. Và video này sẽ như là một cái món quà gửi tới anh em Nguyễn Quang Trung trong ngày sinh nhật của anh em nhé. Đấy, và trước khi đến với cái con game ngày hôm nay thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các anh em ngày hôm qua đã mua hàng ủng hộ cho kênh nhé. Hôm qua sản phẩm Whey Protein Isolate, sữa tăng cân giảm mỡ của hãng Body Gold, dành cho các anh em tập thể dục thể thao, các anh em tập thể hình, các anh em muốn giảm cân. Đấy, đã bán được một số sản phẩm dành cho các anh em ở trên kênh. Và hôm nay sản phẩm vẫn còn anh em nhé. Ngày hôm qua đã giảm giá sản phẩm này rất là sâu, khi mà từ 348k giảm xuống còn 293k để dành cho các anh em ở trên kênh. Khi mà các anh em mua hàng ấn vào trên cái link affiliate mà tôi để ở trên cái giỏ hàng ở trên kênh, đấy thì anh em sẽ mua được với cái giá là 293k. Nhưng mà không hiểu sao cái nhà bán hàng ấy họ hiểu nhầm ý tôi. Họ lại cứ nghĩ là họ để cái giá là 293k, và sau khi mà ấn vào link affiliate ở kênh của tôi ấy, thì nó lại giảm xuống một lần nữa. Thế là chính vì thế nên là tối hôm qua ấy, họ để nhầm cái giá là 293k. Và sau khi anh em ấn vào link affiliate ở trên kênh, nó chỉ còn có giá là 278k thôi. Tức là nó còn được giảm thêm một lần nữa. Đấy, giảm thêm 20k nữa. Đấy, và đây nó là một cái hiểu nhầm giữa tôi và cái nhà bán hàng. Thế là hôm qua lúc 1 giờ đêm ấy là có tình trạng là các anh em mua được hàng với cái giá là 278k hay là 270k gì đấy. Nói chung là các anh em mua được với giá rất là thấp. Đấy, sáng nay thì các anh em mua được, anh em có comment vào cái video làm cho các anh em mà không mua được cái giá đấy, các anh em thắc mắc. Các anh em có nói là tại sao tôi lại phải mua với cái giá là 293k trong khi có người chỉ phải mua với giá là 278k. Thì trước hết là xin lỗi anh em về cái sự cố này. Đấy, và sau khi mà bàn bạc với nhà bán hàng thì chúng tôi quyết định là sẽ giảm giá xuống còn 278k trong ngày hôm nay. Đấy, để cho các anh em có thể mua được với cái giá giống như các anh em ngày hôm qua mua anh em nhá. Như vậy là công bằng với tất cả mọi người rồi anh em nhá. Anh em sẽ không phải thắc mắc gì nữa. Đấy, còn thực ra là hôm qua ấy, khi có một vài anh em mua được với cái giá như thế ấy, thì là nhà bán hàng, tôi đã thông báo lại với cái nhà bán hàng và nhà bán hàng cũng điều chỉnh luôn. Chắc là cũng mất khoảng 1-2 tiếng khi mà có anh em comment vào là mua được với cái giá là 270k đấy. Đấy là cũng điều chỉnh luôn rồi. Nhưng mà thôi không sao. Bây giờ ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể mua được với giá là 278k rồi. Đấy, và cái giá này chúng tôi sẽ để cái giá này 24 tiếng kể từ khi cái video này nó up lên nha anh em nhé. Hết 24 tiếng kể từ khi video này phát hành, nó sẽ trở về mức khuyến mại là 293k. Đấy. Và nó sẽ bán đến khi nào hết các cái sản phẩm, 60 sản phẩm nha anh em, 62 sản phẩm bán hết thì nó sẽ trở về mức giá là 348k. Đấy, ok anh em nhá. Và có các anh em mà rất là quan tâm đến sản phẩm nhưng mà không biết mua hàng như nào thì tôi xin phép được hướng dẫn một chút. Đầu tiên anh em tìm Game Today ở trên YouTube. Anh em vào trên kênh Game Today anh em nhé. Sau khi mà anh em vào trên kênh Game Today thì anh em ấn vào cái tập 824. Đấy, anh em vào tập 824. Sau khi anh em tắt hết những cái quảng cáo đi thì anh em sẽ thấy cái icon giỏ hàng ở phía bên trái, phía dưới của video. Ở đây anh em sẽ thấy là có giá là 318. Đấy là giá ở trên Shopee ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Khi anh em ấn vào ấy thì anh em sẽ áp cái link affiliate được mã giảm giá ở trên kênh, được YouTube trợ giá, thì anh em sẽ chỉ còn có là 278k thôi. Tuy nhiên nó còn một vài bước nữa anh em mới có thể mua được với cái giá là 278k nha anh em nhé. Anh em hãy làm theo hướng dẫn, anh em hãy chọn mùi vị và anh em chọn không lấy quà cho tôi. Lấy quà thì cộng thêm 20.000 nha anh em nhé. Và anh em sẽ thấy là nó có giá là 316k. Đây là cái giá hiện tại ở trên Shopee. Đấy, và chưa áp mã giảm giá ở trên kênh. Anh em ấn vào đây và anh em ấn chọn cái mã giảm giá nhá. Sau khi anh em ấn đồng ý thì nó sẽ giảm giá cho anh em.
nó chỉ còn có 278k thôi. Sau đó anh em ấn đặt hàng là xong. Chúc anh em mua được hàng với giá ưng ý anh em nhé. Rồi, ok. Chuyện này là ra Hunter đầu game là ok đấy anh em ạ. Có khi là chúng ta sẽ xây dựng ở cái giai đoạn đầu, chúng ta xây dựng qua bộ Hunter. Đầu game tôi lại lấy được một cái đồ lùn nữa, cái kích hoạt lùn. Đấy, mà kích hoạt lùn với bộ Hunter thì anh em biết rồi đấy, rất là mạnh. Chúng ta có thể đánh được chuỗi ở giai đoạn đầu game. Ơ, cái ông AI này có vẻ tên rất là quen nhá. Không biết là có phải là anh em Vu Luận ở trên kênh không. Ở trên kênh của tôi có một anh em là cũng là fan cứng và cũng để cái tên như này luôn. Nhưng mà tôi không chắc lắm. Không chắc đây có phải là anh em đấy không. AI thì ở trong cái con game này cũng có nhiều người đặt đấy. Và chưa thấy chào chắc là cũng không phải. Chắc không phải đâu. Bình thường là Vu Luận là vào trong game là cũng hay chào tôi. Nhưng mà như này gặp không thể nói gì chắc không phải đâu. Trận này là rất nhiều đội hình có thể chơi được nhá. Đấy, nhưng mà hôm nay thì tôi có một cái món quà dành tặng cho anh em Nguyễn Quang Trung. Và tôi cũng biết là tôi phải chơi gì rồi. Anh em Nguyễn Quang Trung cũng mong muốn là tôi chơi cái bộ đấy rồi. Nhưng mà tôi xin phép là không tiết lộ trước anh em nhá. Như thế nó sẽ mất hay. Đấy, chúng ta sẽ đánh từ từ thôi. Tí nữa rồi dần dần anh em sẽ thấy nó sẽ thành hình. Đầu game thì cứ có lùn thì chơi Hunter giữ chuỗi cái đã. Đánh nó có lùn cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Anh em nhìn kìa, bắn kìa. Bắn đau phết đấy. Mặc dù đây mới chỉ là 3 Hunter thôi nhá. Hay quá. Được thế nhờ. Thế là coi như là đủ bộ rồi đúng không? Đúng thật. Round sau là chúng ta có thể up lên được rồi. Up lên 7 là 6 Hunter kẹp với cả 2 đỏ luôn. Round này thì có thể bán cái con sói đi thì cũng chưa có đủ cái 20 tiền nên là tôi không bán anh em nhá. Tôi cứ để đấy. Để đã. Mấy con Hunter ở phía dưới nó sắp lên 2 sao. Tôi không bán con nào đi đâu anh em ạ. Cứ để thế thôi. Không bán con nào hết. Rồi. Ui dồi ôi, bừa xét luôn. Quá tuyệt vời. Thậm chí còn xa con rồng này. Ok. Up lên level 7 là chúng ta sẽ có 6 Hunter luôn. Rất mạnh. Bây giờ cái bộ Hunter này nó cũng hơi yếu ấy anh em ạ. Thấy cũng ít người chơi. Tầm này bây giờ thì Beat nó vẫn đang là thế lực. Warrior cũng có thể chơi được. Nên là cái bọn Hunter này bây giờ nó kén người chơi lắm. Gặp Warrior bắn vào tự chết. Khó chơi anh em ạ. Trừ khi là chuyển sang Witcher lên game. Witcher kẹp với cả 6 Hunter ấy. Hay quá nhở. Được đấy. Đồ thì quá đẹp rồi. Khả năng trận này là chuỗi cực dài luôn anh em nhé. Đồ đẹp. Hunter mà rào sau nữa mà ra cái mặt lạ điên thì thôi. Ba món trấn phái xanh dương. À xanh lá luôn thì giữ được chuỗi đến sau round 20 nó là quá là bình thường. Đầu game mà có Hunter mà nó ra như này ấy, là chắc chắn là chúng ta sẽ có chuỗi và chúng ta sẽ giữ được tiền. Tiền thì cứ tích đến 50 tiền rồi up dần lên 8 lên 9 thôi. Sau đó là chuyển bài sau anh em ạ. Chứ Hunter nó cũng có cái lợi thế rất là hay là ở cái chỗ đấy. Không phải hyper roll quá sớm. Kể cả là không có chuỗi ấy, thì cái giai đoạn mà sau round 20 ấy, mất chuỗi thì cái bộ này nó cũng giữ được khá máu. Để cho chúng ta lên 9 lên 10 ở cái round 26. 26, 27 là lên được 10 rồi. Mà lên được 10 thì lúc đấy có thể chuyển về, có thể là Beat này, có thể là Insectoid.
Đấy, hoặc là có thể là chuyển sang gót đỏ nó cũng là vô tư luôn. Đấy, nếu mà trong trận đấu đấy có Storm Shaman thì có thể chuyển toàn bộ những cái đồ đánh tay sang một cái gậy xanh. Đấy, chuyển toàn bộ sang đồ cam để kiếm cái gậy xanh. Sau đó là chuyển đồ sang cho Storm Shaman late game. Chơi như thế thì nó cũng rất là ok trong meta này đấy. Vừa giữ được máu nhá, mà lại vừa late game mạnh. Không phải là xây dựng beat từ đầu mà xây dựng qua cái bộ Hunter. Mà chơi như này thì chúng ta cũng lựa được. Tức là nếu mà giả sử nhưng mà quá nhiều người chơi beat ấy, mà late game chúng ta không muốn đánh beat để tranh bài với những cái người khác, thì chúng ta có thể chuyển sang chơi đỏ kết hợp với Storm Shaman để counter beat luôn. Rất hay. Thực ra là còn khá nhiều line up khác có thể chuyển qua. Nếu mà anh em không ngại chơi cái meta cũ, anh em có thể chuyển sang Aegis Seed cũng được. Trong trường hợp mà ra được con Mueta lên được 2 sao sớm đấy, thì có thể chuyển sang 6 Aegis Seed kết hợp với cả Hunter, hoặc là 9 Aegis Seed kết hợp với 3 Hunter đấy, hoặc là 6 Aegis Seed kết hợp với 6 Hunter, có thể chơi được luôn. Và thậm chí là 6 Aegis Seed kết hợp với cả kết hợp với cả 4 Witcher, kết hợp với 6 Hunter cũng được luôn. Nếu mà trận đấy có con kiếm hồn là kết hợp được nha anh em nhá. 6 Aegis Seed, 6 Hunter kết hợp với 4 Witcher. Mà tôi nghe nói là sau khi update ấy, là khi mà chúng ta cầm cái áo long bào là cái con ngoài cái bộ Aegis Seed là nó cũng được giữ nguyên cái lượng máu. Không biết có phải không, anh em test hộ tôi nhá. Tôi chưa có trận nào chơi Aegis Seed cả, nên là tôi cũng chưa biết. Trước đây thì tôi đã test rồi, khi mà cái update trước đây khi mà mới vào meta mới ấy, là tôi có test là cầm áo long bào trên cái con không phải tộc Aegis Seed và không phải tộc Warlock. Thì hai cái hệ Warlock này và tộc Aegis Seed là nó không được hưởng cái hiệu ứng đấy. Đấy, tức là nếu mà không phải thuộc tộc Aegis Seed là vẫn bị chia đôi máu, hoặc là không phải hệ Warlock là chúng ta không có hấp thụ máu được của đối thủ. Đấy, tuy nhiên là nó có mấy cái lần update rồi, nên là có thể là nhà phát hành nó đã fix lại. Và bây giờ là có thể ở thời điểm hiện tại là được nha anh em nhá. Có hiệu ứng của Warlock và có hiệu ứng của Aegis Seed rồi, nên là cần phải có anh em test hộ. Rồi bây giờ tôi lên được con súng 2 sao, quá tuyệt vời rồi. Bộ này khi mà chúng ta up 8 thì chúng ta kẹp thêm con ngộ không mà thôi. Là chúng ta sẽ có thêm beat nữa. Sau đó là từ từ lên 9. Đấy, bài bản nó là như thế. Đúng sách giáo khoa luôn đấy. Đây là trong trường hợp là trận này là tôi không có chơi beat đấy. Không chơi beat nên là tôi chỉ mua con ngộ không thôi. Còn từ nãy giờ là cũng xuất hiện khá là nhiều beat rồi. Trong trường hợp mà anh em chơi beat, anh em có thể mua dần vào. Sau đó là đủ 6 beat cái là chuyển luôn, chuyển đội hình luôn. Anh em nhớ là anh em sẽ phải giữ cái con súng nhá, để nó có thể là sau khi anh em chuyển sang cái bộ beat ấy, anh em vẫn có cái tộc lùn và 3 Hunter. Thế nếu mà đánh ở level 8 là anh em sẽ có là 3 Hunter kết hợp với 6 beat ấy. Ui rồi ôi, xả cái mặt lạ điên luôn ạ. Thế thôi thì lấy mặt lạ điên thôi. Cái tầm này chỉ có lấy đồ cho Hunter thôi mà. Mà bây giờ đồ nó ngon lành quá rồi thì thôi lấy thôi anh em ạ. Chuối chắc chắn là sau round 20 luôn nhá anh em nhá. Không nói nhiều. Đồ như thế thì chắc chắn là chuối sẽ rất dài. Chúng ta chưa gặp cái bộ Greater nên là sẽ tách cái đội hình ra. Rồi, thế thôi, dí cấp lên sau đó là lại giữ tiền tiếp. Chúng ta lên 8 rồi thì 21 chúng ta sẽ lên 9. Lên 9 thì nó sẽ là 4 bit kết hợp với cả 6 Hunter. Đấy, cứ lên dần dần thôi mà. Hoặc là 4 đỏ, tùy trận đấu. Đây này, trận này sẽ có 6 Glacier này.
Đấy, Lancer là cầm đồ. Đưa con Lancer nó xuống 3 tiền rồi. Rất dễ lên là 2 sao đúng không? Nhưng mà nó yếu đi anh em ạ. Gấu này có thể lên 9, nó sẽ là 4 bit. 4 bit 6 Hunter đánh vào level 9 có thể dí thẳng lên 10 luôn, kẹp với 2 đỏ. Được chưa? Ok đấy. Nói chung là cái tầm này đánh thoải mái rồi anh em ạ. Đồ ngon, không mất chuỗi ở đâu. Trừ khi thằng nào nó có thể là trộm chó ấy. Nó bắt được cái con súng của tôi xong rồi là nó tiêu diệt con súng của tôi trước khi bắn được phát nào thôi. Những cái nhà thường nó sẽ là những cái nhà Exit là hay có cái quả là trộm chó sang, swap cái con súng sang rồi đập chết con súng. Nhưng mà nói chung là trận này không có Exit anh em ạ, thoải mái. Toàn là Warrior phía trên thôi, vô tư luôn. Đấy, Warrior với cả Beat biết các thứ thì vô tư. Hunter cứ đứng ở dưới bắn thôi. Cứ đứng hai góc bắn đam to. Đứng hai góc là cái khoảng cách nó sẽ xa nhất. Con súng nó sẽ có một cái khoảng cách xa để nó bắn và nó sẽ gây được nhiều đam hơn. Ok, con gấu này sẽ thay cho con Ngộ Không thôi. Gấu này đánh sẽ khỏe hơn Ngộ Không đấy. Đẻ thêm được một mạng, đẻ thêm được một cái con gấu tăng cơ phía trên. Trong cái bộ Hunter này thì cái quan trọng là nó sẽ phải có những cái con ở trên để nó có thể là câu kéo thời gian cho con súng với cả con cung đen nó bắn. Chứ còn chúng ta không thiếu đam anh em ạ. Con Ngộ Không thì nó chủ yếu nó bổ sung đam thôi. Còn cái con gấu này thì nó sẽ bổ sung cái lượng tăng cơ phía trên nhiều hơn. Thế nên là nếu mà muốn chơi khỏe hơn ấy thì cái con cấu này cho vào ngon hơn là cái con Ngộ Không. Với cả cái round vừa rồi ấy, chúng ta ra con Siren thì tôi đang tính là nếu mà lên được level 9 ấy thì form về 9 Hunter khỏe luôn anh em ạ. Ok nhá, 9 Hunter chứ không không có đá qua cái bộ 6 Hunter kẹp với cả 4 beat làm gì nữa. 9 Hunter là được rồi. Bây giờ thiếu con nhện đúng không? Ok. Thằng kia nó cứ sang là soi tôi, không biết là nó có đang định làm gì không nhỉ? Nó có ý định là nó thịt cái con súng của tôi không? Suốt ngày sang soi thôi, sợ thật. Đổi đồ như này đây. Để đối thủ không để ý. Định bắt con súng nhưng mà tôi lại cầm đồ cho con cung đen cơ. Đúng không? À đâu, gặp Ahihi này. Tôi thấy Ahi này tôi đang ngờ ngợ, không biết có phải vũ lợn không. Ôi thì chết rồi, cái cung đen này bắt kìa. Ủa, nhưng mà chắc là không thua đâu, nhìn biết là không thua rồi. Warrior đần này phải lên 9 mới ăn được cơ. Ok, lên 9 mới cắt được chuỗi, để 8 không bao giờ cắt được chuỗi luôn. Cái bọn Hunter này nó chỉ sợ phản thôi, chứ còn nếu mà không phản ấy thì vô tư giáp giữa các thứ vẫn có thể bắn chết được mà. Bởi vì cái bọn này nó dí vào con thấp máu nhất chứ nó không bắn kiểu dàn trải ra. Bắn nó sẽ giết lần lượt từng con. Cái bọn Warrior đam nó có mấy đâu mà. Chỉ khi nào lên 9 thì mới có đam thôi. Bây giờ cái phản của bọn Warrior nó phản tới 170%. Thế là nếu mà muốn chơi thì phải lên 9. Cực kỳ mạnh luôn đấy. Nhưng mà phải lên 9. Ok, vậy là chúng ta đúng như là dự đoán của tôi. Sẽ giữ được cái chuỗi này đến round 21. Sau round 21 thì mấy cái nhà 9 Warrior ấy, nó sẽ lên được level 9. Đấy. Sau round này là mấy cái nhà Warrior là bắt đầu lên 9 hết rồi. Mà một khi mà mấy cái nhà Warrior nó lên level 9 ý, thì chúng ta chỉ có cầu trời khấn Phật cho đừng có gặp nó thôi anh em ạ. Chứ còn Hunter gặp Warrior thì xác định luôn là bắn vào tự ngửa.
Đây rồi, hay quá. Được đấy. Đấy, và tôi cái quả mà pick trứng vừa rồi là anh em biết là tôi sẽ chơi cái gì ở đấy. Anh em nhìn pha anh em biết ngay đúng không? Ok, ok anh em. Nhưng mà chúng ta chưa thể chuyển luôn ở đâu. Cứ bình tĩnh. 9 Hunter vào cái đã này. Ok, lấy cái gỗ luôn. Bây giờ chỉ cầu trời khấn Phật cho đừng có gặp cái nhà 9 Warrior. Hiện tại là có 2 nhà 9 Warrior anh em nhé. Hiện tại có 2 nhà 9 Warrior đã lên 9 rồi. Đều đã lên 9 rồi. Vũ Minh Đức lại soi. Soi cái gì nhỉ? Cứ soi ấy nhỉ? Ảo rồi đấy. Sao người ta cứ thích soi tôi ấy nhỉ? Định ăn tôi à? Trong mấy cái trường hợp mà có người soi thì cứ round cuối là chúng ta đổi cái con co là xong. Thế thôi, có gì đâu. Rồi, đây là gì? Đây là cái bộ 6 Feather kẹp với cả Metalist đây. Hay quá, cho gặp mấy thằng Feather đi. Tốt quá nhở. Ước được gặp mấy thằng Feather. Cho xin gặp mấy thằng Feather ấy nha. Đấy, bắt đầu nhà chính qua đi có chuỗi kìa. Ồ, căng nhở. Đừng gặp nhá. Gặp và mất chuỗi luôn đấy. Ai doctor sang soi liên tục. Định thịt tôi đây mà. Nói chung là nó chẳng cần sang soi nó cũng thịt được tôi thôi anh em ạ. Cái cỡ này không ăn được nó đâu. Chỉ hy vọng đừng có gặp nó thôi. Rồi gặp Vũ Minh Đức là được. Ok. 6 Glacier. Không nhấc được tay lên luôn kìa. Bắn dí vào tường luôn. 9 Hunter tầm này thì sợ mỗi Warrior thôi anh em ạ. Bây giờ chỉ hy vọng là đừng có nhà nào mà nó sang đây. Dí luôn lên 10 luôn để cho chắc này. Được chưa? Hết tiền luôn. Kẹp thêm với cả 2 bit nữa. Cuối nào. Hy vọng là giữ ở chuôi này đến sau round 25. Sau round 25 thì thằng kia nó lên 10 luôn anh em ạ. Dã man, quyết cắt chuỗi của tôi. 9 Warrior lên 10 luôn kìa. Càng không. Ai hi cũng lên 10 luôn. Ôi dồi ôi. Sợ thật sự. Hai ông Warrior là dí một phát lên 10 luôn anh em ạ. Cuộc đua là cắt chuỗi à. Ác liệt thật. Muốn thịt cái chuỗi này của tôi đây. Kèo thơm. Cắt được cái chuỗi này là ăn 16 tiền luôn. Vẫn chưa gặp cơ. Hay quá nhỉ. Được rồi. Thế thì vẫn vô tư anh em ơi. Hay quá. Vẫn chưa gặp. Quá tuyệt vời. Đổi tiếp. Nếu mà đánh với Warrior thì chỉ đổi cái trừ giáp thôi. Đánh cho nó đỡ bị phản anh em ạ. Ui không có, lấy xích à. Thôi được, xích thì cũng được. Chưa còn một round nữa thôi. Một round nữa thôi, cố lên nào. Sắp đến round 25 rồi. Cố lên. Mà trận này chưa ra cái con ấy nhỉ. Con Hunter 4 tiền nhỉ. Thôi sao, gặp luôn. Ui giời ơi, thua luôn ạ. Bắn nó kìa, nhìn bắn nó phản kìa. Bắn tự phản tự chết ạ. Không thể tin được có thể gặp nó sớm như thế. Rồi chịu. Mất chuỗi luôn mới cày chứ. Chán đời.
À, ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Mất ở ngay ra 24. 1 giây đứng trước cổng thiên đường rồi. Chỉ có chậm có 1 round thôi. Thế rồi cuối cùng vẫn gặp. Sao không để gặp ở round 26 nhỉ? Giữ thêm chuỗi quả nữa thì có phải là tiết kiệm được tiền không? Tôi bây giờ tôi hết tiền kìa. Anh em nhìn kìa. Cái thằng Guardian nó cắt được chuỗi của tôi, nó level 10 41 tiền luôn. Dã man. Level 10 41 tiền thì đây là dấu hiệu của con Lancer 3 sao ấy. Dấu hiệu của một con Lancer 3 sao hoặc là một con Doom 3 sao đây. Hi luôn. Dã man cắt chuỗi ạ, thề. Ác thật. Quả cắt chuỗi mà lại còn đang có chuỗi nữa chứ. Rất xanh luôn đấy. Tôi mặc dù là tôi xanh như thế nhá, tôi giữ ở chuỗi tận round 24 mà cuối cùng là tôi tiền tôi còn ít hơn. Tôi hết tiền luôn mà trong khi đấy tôi vẫn phải chuyển đội hình. Tôi không chơi cái bộ này. Ơ cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chơi gì mà đã chửi nhau rồi. Căng vậy. Ok. Random tiếp. Hay, đồ này được đấy. Đánh với Warrior là phải có cái rìu này. Rìu pha lê này là chuyên đánh với cả mấy cái thằng Warrior luôn. À, chửi thằng bạn thôi à. Thằng bạn là ai? Ai nhỉ? Hay đấy, có cái trò chửi này hay đấy. Vào trong game cứ thấy thằng nào ngứa mắt chửi đổng lên xong rồi là bảo chửi thằng bạn nó cũng được. Nhưng mà thôi tôi khuyên anh em là đừng có lên học tập cái đấy nhá. Cái đấy thực sự là nó không hay. Hãy chơi game một cách văn minh. Chơi game mà cứ chửi nhau làm cho cái con game cảm giác từ một cái con game giải trí thành một cái con game mà cục cằn, thô lỗ. Đấy, chơi khó chịu. Tự nhiên lại gây ức chế nên là thôi anh em cứ chơi bình thường thôi. Thua thì thôi, làm ván mới có gì đâu. Chơi nhẹ nhàng mà. Ui ai hi ra con tên Tsunami 2 sao kìa. Dã man. Ai hi lên được tên Tsunami 2 sao. 3 máu có lật kèo đâu. Bình bong. Bình bong dồn đồ cho Tabu chờ. Ây à. Ây à, ây à, ây à, ây à. Cũng căng nhở, cũng căng nhở. Cũng căng nhỉ. Nhưng mà tôi là Hunter mà. Tôi là Hunter mà. Ok. Ôi nhưng mà từ từ nhá. Có một cái này. Đấy là nếu mà chúng ta đang là Hunter đúng không? Mà bây giờ tôi lại chuyển sang là tôi chơi Insectoid. Thì cái vấn đề là nếu mà chuyển, bây giờ không chuyển thì chúng ta sẽ bị Warrior đấm chết đúng không? Và cái trận đấu này chắc chắn là phải chuyển. Bởi vì đây là món quà sinh nhật dành tặng cho anh em Nguyễn Quang Trung. Đây là sẽ phải chuyển thôi. Đấy nhưng mà nếu mà khi chúng ta chuyển ấy thì chúng ta không còn là Hunter nữa. Thì Bình Bong đang chơi 9 Feather với cái lượng máu là 46 máu đấy kia. Thì tí nữa thì ăn kiểu gì nhở. Insectoid có ăn nổi không? Feather nó không sợ Insectoid đâu nhá. 9 Feather không sợ Insectoid đâu. Chuyển sang thì ăn được Warrior nhưng mà lại gặp Feather. Đấy, trận này có cả thằng chơi Feather hàng Ryu này. Nhưng mà thằng này chắc không lên kịp rồi. Không kịp lên 9 rồi. Chơi 9 Feather hàng Ryu nó khó lên lắm anh em ạ. Nó khó hơn chơi hàng Fake rất là nhiều. Ok, còn tôi bây giờ tôi vẫn giữ Hunter đó. Giữ một thời gian nữa. Bao giờ phải ra được đủ bộ bộ insect thì mới chơi được anh em nhé. Hiện tại tôi vẫn chưa ra con nhện, hơi đen nhỉ. Đổi món đồ cam đầu tiên. Nếu mà bây giờ đổi món đồ cam thì chắc là lấy cái hút máu đó. Để cái hút máu đó. Mà từ từ đã. Đợi chút.
AI sắp đi rồi, tôi muốn đợi thêm một round nữa. AI kiểu gì cũng đi thôi anh em ạ, kiểu gì cũng đi thôi. Còn có 3 máu, mặc dù con Tsunami 2 sao đấy. Ok, gặp mặt, ui, thua à. Ui, ui, ác vậy. Ui, AI ăn được ấy kìa, ăn được cái ông kia. Ui rồi, thế thì không biết được, chưa biết được, chưa biết được, chưa biết được. Càng nhờ. Round này có khi lock lại. Đợi một round nữa, round quái chúng ta sẽ chuyển anh em nhá. Round quái chuyển sang insect. Rồi lock lại đi. Chưa vội, chưa vội. Phải giữ máu round này đã anh em ạ. Giữ máu một round đã. Đấy thôi, round này tôi sẽ chuyển đồ luôn. Vào round 29 này tôi sẽ đổi đồ luôn. Rồi chúng ta sẽ gặp cái thằng này, không biết ăn được không. Hút máu cuối. Mặt lạ hút máu để đánh với Warrior thôi anh em ạ. Không có mặt lạ hút máu thì bắn vào tự chết. Phải không ạ? Rồi ra này chuyển luôn anh em nhé. Ui AI đi luôn ấy hả? AI không ăn được 9 feather luôn ấy hả? Ác vậy. Có Tsunami 2 sao kẹp vào kẹp cá rồi mà không ăn được. Ai à? Thật luôn. Siêu vậy á. Ok. Thiếu một con. Insectoid thiếu một con anh em ạ. Con nhện trở lại không ra con nào luôn á. Điêu vậy. Lấy cái áo choàng vua đây, áo long bào đây. Đây rồi. Ui dồi, đợi mãi bạn ơi. Ok rồi đấy, đủ bộ nha. Bỏ con Doom à? Ok. Rồi. Chín khe giờ mạnh đấy nhở. Ok, Insectoid gặp thằng này hơi khó chịu. Vớ vẩn không ăn ở đâu anh em ạ. Dồn đồ cho Tabu Witcher. Ây à, đánh khó chịu thật đấy. Ăn nổi không? Chắc thua. Khỏe thế. Tabu chờ cân hết này. Sợ thật. Cái con Tabu chờ trong bộ 9 feather này mà nó cân được cả bộ Warrior cơ mà. Như này đi. Không, như này đi. Cầm ngay đi. Ok hơn đấy.
để như này tốc đánh cho nó cao. Rồi, để xem tiến thằng này đi không nhá. Thôi được rồi đấy anh em, nhìn là biết là được rồi, nhìn là biết là được rồi. Ok, xong. Chắc chắn là đi ra này rồi, còn có 7 máu thôi. Ui rồi nhìn nó đấm kìa. Con mèo đấm cho thấm lắm anh em ạ. 9 Warrior với chúng tôi. Xong, bây giờ là solo với cả Feather. Bây giờ là chuyển sang cái bộ Insectoid rồi, chúng ta không còn cung nữa. Đúng như là những gì mà tôi lo lắng luôn. Không có cung thì ăn cái kiểu gì đấy. Khó ấy. Lấy gậy hết rồi. À không, vương miệng rực rỡ chứ. Vương miệng rực rỡ ngon hơn anh em ạ. Đúng rồi. Nhiều khi là gặp Feather đánh toàn trượt thôi. Đánh toàn trượt thôi. Có cái vương miệng rực rỡ là gây đam cho. Hợp lý. Mà chúng ta có cái khả năng né tránh nữa. Khả năng né tránh nữa. Để con này cao lên này. Sợ thật. Con mèo này được cái là nó không sợ con Tabu. Đấy, con Tabu nó hút mana nhưng con mèo này không dùng mana. Là không sợ Tabu kìa, anh em nhìn kìa. Đấy, Tabu đấm chết ngay. Ở đâu? Có phải đâu. Ui rồi ôi. Biết chơi. Đánh với mèo chuyển đồ sang cho cái con phong vũ rồi. Ai à, biết chơi. Ui nó biết chơi, nó lấy luôn gậy như ý kìa anh em kìa. Đánh hay. Bình bong này đánh hay đấy. Nhìn thấy tôi lấy cái vương miệng lấy ngay gậy như ý luôn á. Thề. Hỏng rồi. Bị đối thủ bắt bài rồi. Chán thế nhờ. Hỏng rồi. Biết chơi anh em ạ. Bình thường mấy cái đứa không biết chơi là nó vẫn để đồ cho Tabu chơi á. Tabu chơi thì nó không làm gì được cái con mèo này cả. Con mèo này nó không có mana nên là đánh thoải mái luôn, không bơn được mana. Không có tung một trưởng luôn. Đấy, tôi cứ cho con mèo này lên cao, đánh vào con mèo thì không bơn được tí mana nào luôn. Nhưng mà có phải đâu, nó dồn đồ cho cái con phong vũ anh em ạ. Hỏng rồi, khó đấy. Game khó à? Đu mà. Từ từ đã nhá, xem nào. Tại sao nhỉ? Bây giờ phải làm gì đây? Bỏ luôn Blink ra luôn. Đấm thẳng mặt luôn mà. Trông gây đam kìa. Ác thật. Ui trông có đấm kìa. Hỏng rồi. Con phong vũ nó khỏe quá. Đấy là chưa kể đằng sau Squire các thứ nó cũng hỗ trợ nhiều. Chết rồi, cái bộ này nó counter cái bộ của tôi anh em ạ. Hỏng rồi. Bây giờ là cứ biến ra mấy con 3 sao đánh vào con phong vũ, nó gọi ra mấy con 3 sao ấy. Anh em thấy kìa. Kìa. Gọi ra cả heo 3 sao, gọi ra mấy con 3 sao luôn. Thua rồi, hỏng rồi. À, đau quá nhờ. Ui, như nó đấm kìa. Con mèo bất lực ấy nhờ. Đống đồ lên, bất lực thế nhờ. Nhân 3 đồ lên rồi mà không đấm được nó. Chết rồi. Làm nào giờ? Bây giờ chỉ có thể ăn được bằng cách xếp đội hình thôi anh em ạ. Từ từ, có lẽ là cái đội hình này ấy, chúng ta phải kéo thấp xuống. Đối thủ bỏ cái Blink rồi đúng không? Đối thủ đã bỏ cái Blink để đổi đồ rồi anh em ạ. Bây giờ hiện tại đối thủ không có Blink nhá. Cái round vừa rồi tôi không thấy con nào bay xuống cả. Chứng tỏ đối thủ nó đã vứt cái Blink đi rồi. Và nếu mà đối thủ vứt Blink, tức là cái hàng đằng sau của chúng ta ấy, càng thấp thì càng tốt.
Ô cái gì kìa? Đúng idol không nhỉ á? Mà khét thế á, nhưng mà không gọi tên tôi thì từ từ nha anh em nhá, bình tĩnh. Không đến lúc lại không phải mình thì chết mẹ. Idol gì đâu? Nào mà dám làm idol của ai đâu. Trời ơi. Anh em chỉ cần vào anh em chào Tuấn Cơm một phát thôi là tôi chào lại. Còn cái kiểu như thế tôi sợ lắm anh em ạ. Nhiều khi mình chào xong cuối cùng cũng bảo không phải chào mình, thôi chết. Rao này là phải để thấp xuống anh em nhá. Rao này phải để thấp xuống. Cái lý do đối thủ vứt cái Blink rồi. Đây chính là cái sai lầm chết người của đối thủ. Khi mà cái hàng đằng sau ấy không bị bớ vào ấy thì là cái lúc mà chúng ta có thể giành chiến thắng đấy. Nó phụ thuộc vào cái con heo nó đẻ ra. Nếu mà con heo đẻ ra nhiều Doom chúng ta có thể ăn được. Anh em nhá, kéo thấp xuống. Bình tĩnh. Cứ kéo thấp xuống cho tôi. Anh em cứ tin tôi. Ok. Kéo thấp xuống một lần nữa. Được chưa? Rồi. Khác biệt ngay, khác biệt ngay. Heo ở vị trí an toàn. Khác biệt ngay. Ok chưa? Được không? Được không? Được không? Đấy, gọi ra Doom, gọi ra Doom. Heo gọi ra Doom. Thôi chết rồi. Phong Vũ đi rồi. Bao nhiêu máu đây? Đủ 35 máu không nào? Heo vẫn sống anh em ơi. Ui giời, 35 máu đi, 35 máu đi. Ui giời ơi, 35 máu thật anh em ơi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Trời ơi, đỉnh cao xếp bài luôn, thề. Sao tôi phục tôi đến thế cùng, thề. Xếp bài đúng đỉnh cao luôn. Rồi, hy vọng là anh em Nguyễn Quang Trung sẽ thích cái video clip ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Quang Trung. Ok, và anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em sẽ đến với cái con Tabu Witcher cực kỳ mạnh luôn. Phải nói là mạnh nhất từ trước tới nay. Khi mà một giây nó có thể tung trưởng được 5 lần anh em nhá. Nhưng mà cái con Tabu Witcher đấy nó lại là của đối thủ cơ. Thế nó mới là siêu phẩm anh em ạ. Không biết là tôi sẽ cảm thấy con Tabu Witcher đấy kiểu gì đây. Mời anh em ấn vào clip bên trái và anh em hãy chọn clip bên phải để xem tôi chơi bộ 6 Glacier kết hợp với Tabu Witcher, dồn toàn bộ đồ cho Tabu Witcher thì nó mạnh cỡ như nào anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.